Kính chào quý doanh nghiệp, thì tiếp theo chương trình thì tôi cũng xin trình bày cập nhật một số những các cái nghiên cứu mà nổi bật công bố ở hội nghị ASCO vừa rồi năm 2024. Vâng, và cũng xin phép cũng đưa một cái thông tin đáng chú ý, đấy là vào cuối năm nay, đó là cụ thể là vào ngày 1 tháng 11 năm 2004, thì Bệnh viện K sẽ tổ chức hội nghị Best of ASCO với cái sự cấp phép của ASCO, tức là Hiệp hội Ung thư Lâm sàng của Hoa Kỳ. Và ở cái hội nghị này cũng sẽ có báo cáo và cập nhật những cái kết quả nghiên cứu quan trọng, nổi bật và có cái tính chất là đột phá trong cái việc mà trong thực hành lâm sàng ung thư. Và các cái báo cáo này cũng sẽ trình bày bởi các chuyên gia uy tín trong ngoài nước, và cũng các cái đồng nghiệp cũng ghi nhận các cái thông tin và cũng sẽ tham gia, cũng là cái sự kiện đáng chú ý trong lĩnh vực ung thư trong năm nay. Và tôi xin bắt đầu bài báo cáo về cập nhật các cái dữ liệu về ung thư buồng trứng. Và những cái một số những cái dữ liệu trong bài báo cáo này cũng sẽ được một các cái chuyên gia uy tín trình bày tại cái hội nghị Best of ASCO và tổ chức bởi Bệnh viện K vào 1 tháng 11 năm nay. Và đây trong tôi xin trình bày 4 cái dữ liệu quan trọng. Và nghiên cứu đầu tiên là về cái vai trò của điều trị miễn dịch kết hợp với lại điều trị đích và điều trị kháng sinh mạch trong cái điều trị bước 1 ung thư buồng trứng. Và nghiên cứu thứ hai là về cái điều trị duy trì olaparib. Nhưng mà ở đây là cái nghiên cứu thực tế và trên nhóm bệnh nhân mà có tái phát và nhạy với là platinum và với cái vai trò của duy trì olaparib. Và nghiên cứu thứ ba là về cái vai trò của điều trị đích tân bổ trợ. Đây là nghiên cứu pha 2 trong ung thư biểu mô buồng trứng. Và nghiên cứu cuối cùng là nghiên cứu là trên cái nhóm bệnh nhân mà tái phát và có đột biến BRCA với cái vai trò của là điều trị duy trì olaparib, cũng là một nghiên cứu thực tế. Và nghiên cứu này là nghiên cứu họ kết hợp giữa hóa trị với lại là thuốc kháng sinh mạch và thuốc miễn dịch, và sau đấy thì duy trì bằng bộ ba của ba thuốc, đấy là thuốc kháng sinh mạch, thuốc miễn dịch và thuốc ức chế PAP trong cái điều trị bước 1. Và cho cái nhóm mà bệnh nhân mà không có đột biến BRCA, đối với nhân mà có đột biến BRCA thì chúng ta có cái vai trò của olaparib rồi, và có thể kết hợp với cả bevacizumab nữa. Nhưng mà nếu mà không có đột biến BRCA thì cái việc lựa chọn điều trị duy trì thì có thể là bevacizumab, hoặc là có một số những cái thuốc chế PAP khác thì cũng có vai trò cho bệnh nhân mà không đột biến BRCA. Thế tuy nhiên là cái nhóm này người ta muốn tối ưu và người ta kết hợp và thăm dò xem là có cái vai trò điều trị miễn dịch cho cái nhóm này không. Và nghiên cứu này thì họ cũng chia làm ba nhánh. Và một nhánh đầu tiên là nhánh mà cái điều trị chuẩn hiện nay ấy. Nhánh thứ nhất là paclitaxel, carboplatin và bevacizumab. Nhánh thứ hai là paclitaxel, carboplatin, bevacizumab kết hợp với lại là durvalumab. Và nhánh thứ ba thì bản chất vẫn là bước 1 vẫn là paclitaxel, carboplatin, bevacizumab, durvalumab, nhưng cái khi mà chuyển sang dạng duy trì thì họ kết hợp thêm với olaparib nữa. Và nhóm thứ ba là nhóm mà tối ưu và kết hợp nhiều thuốc nhất. Và khi mà đánh giá về cái PFS ở đây thì họ cũng chia làm hai nhóm. Tức là một nhóm là cái tiêu chí của nghiên cứu này là không có đột biến BRCA. Đấy, tuy nhiên mà trong cái nhóm mà không có đột biến BRCA thì cũng có thể là có cái HLD, tức là cái tình trạng mà thiếu hụt tái tổ hợp tương đồng mà dương tính. Thì tức là trong trường hợp mà không có đột biến BRCA nhưng mà có bệnh nhân mà có thiếu hụt tái tổ hợp tương đồng thì cái nhóm này thì được cho là có thể có đáp ứng với lại cái thuốc ức chế PAP mà tốt hơn, là cái nhánh mà vừa không có đột biến BRCA lại vừa không có tái tổ hợp tương đồng. Và đây người ta chia làm hai cái nhóm như vậy, và đúng là cái kết quả cũng cho thấy là cái nhóm mà nếu mà cái nhóm mà không có đột biến BRCA và có tình trạng tái tổ hợp tương đồng thì cái lợi ích của cái việc mà kết hợp tối đa cả olaparib, cả durvalumab, cả bevacizumab duy trì thì đem lại cái sống thêm là đem lại cái PFS là dài nhất là 45 tháng, tức là cái đường sống thêm không tiến triển là tách ra khỏi hai đường phía dưới. Và cái nhánh mà không có đột biến BRCA chung, tức là có thể bao gồm
có không thiếu hụt tái tổ hợp tương đồng. Thì cái nhánh thứ ba thì vẫn là cao nhất, cái nhánh kết hợp với cả ba thuốc kháng sinh mạch, miễn dịch và đích ức chế PAP là lực 25 tháng và cũng là nằm ở cái đường cao nhất và cũng có ý nghĩa, như vậy là về PFS là có ý nghĩa. Đấy, tuy nhiên là về bản OS thì chúng ta thấy là gần như là các cái đường cong này, thì các đường sống thêm này thì nó cũng trùng vào nhau, và cái khoảng tin cậy thì nó cũng kéo qua 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 1P cũng là trên 0,05. Do vậy OS thì cũng không có cải thiện. Đây là vào những cái đây là cho cái nhóm mà gọi là cái tình trạng mà thiếu hụt tái tổ hợp của thương đồng âm tính, hay là gọi là có đủ cái tái tổ hợp tương đồng. Và thì các cái phân tích ở đây thì cũng cho thấy là cái đối với cái nhóm này thì các cái lợi ích của cái việc, tức là cái nhánh thứ ba, cái nhánh mà kết hợp ba thuốc thì cũng kể cả về PFS thì vẫn là cao hơn và có ý nghĩa, tức là 21 so với lại là 15 với 17 vẫn có ý nghĩa, nhưng mà OS thì là cũng trùng lọc và không có sự khác biệt. Về mặt độc tính thì hai bạch cầu thì nhìn chung là cũng cái nhóm nhìn chung là cũng không có khác biệt quá lớn. Tất nhiên cái nhóm mà kết hợp nhiều thuốc hơn thì cao một chút nhưng không quá nhiều. Thiếu máu thì cái nhóm mà kết hợp nhiều thuốc thì cao hơn, đặc biệt kết hợp olaparib, thì cao hơn. Và các cái tình trạng như là giảm tiểu cầu hay là tăng huyết áp thì nó không có sự khác biệt quá lớn. Thì đây cũng là những cái nó liên quan đến tác dụng phụ của từng cái thuốc trong cái nhóm này. Những cái thuốc liên quan đến thuốc kháng sinh mạch, liên quan đến thuốc miễn dịch hay là liên quan đến thuốc điều trị đích, thì cái thuốc nào ở cái nhánh kết hợp ở nhánh nào thì nó sẽ xuất hiện những tác dụng phụ liên quan đến cái thuốc đấy. Và như vậy là kết luận lại cái phần kết luận lại cái dữ liệu này thì cho thấy là những cái bệnh nhân mà cái việc mà kết hợp giữa ba thuốc và tức là bước 1 ấy, thì kết hợp miễn dịch kháng sinh mạch và hóa chất, sau đấy thì cái giai đoạn điều trị duy trì bằng kháng sinh mạch và olaparib và duvalumab thì cho thấy là cải thiện được cái PFS trung vị. PFS trung vị là lên tới là 45 tháng. Và cái này thì đặc biệt là dài nhất ở cái nhánh mà cái tiêu chí ở đây là không có đột biến BRCA, nhưng mà có cái tình trạng thiếu hụt tái tổ hợp tương đồng thì là cái kết hợp bộ ba này sẽ đạt cái lợi ích cao nhất. Đấy, tuy nhiên là cái OS thì nó cũng không có cái sự khác biệt. Và tuy nhiên là cái nhóm mà có cái tình trạng thiếu hụt tái tổ hợp tương đồng thì cái OS có xu hướng là tốt hơn, nhưng mà nhìn chung là cũng không có sự khác biệt. Nhìn chung là cái phác đồ này thì là sẽ cái lợi ích về PFS thì nó rõ hơn là về OS, và cái nhìn chung là cái độc tính thì nó cũng phù hợp với các cái dữ liệu độc tính của các cái thuốc đích hay thuốc miễn dịch hay là thuốc kháng sinh mạch. Và cái nghiên cứu thứ hai tôi trình bày đấy là về cái trên cái nhóm bệnh nhân mà tái phát và nhạy với là platinum và được điều trị duy trì bằng olaparib. Và đây là cái nghiên cứu mà đơn nhánh, tức là không có nhóm chứng, và cũng là nghiên cứu pha 3. Và để đánh giá được cái vai trò của olaparib và duy trì trên cái nhóm bệnh nhân mà tái phát và nhạy với lại platinum, và cái nghiên cứu này thì là cái bước muộn, tức là bệnh nhân mà đã thất bại trước đấy với hai phác đồ hóa trị rồi, và bệnh nhân được điều trị olaparib 300mg một ngày, và tiêu chí chính đánh giá về PFS, và người ta cũng đánh giá những cái lợi ích về OS. Đấy, đối với nghiên cứu này thì họ không sẽ xem xét tất cả các tình trạng các cái mức độ bộc lộ đấy trên nhóm bệnh nhân châu Á, và các mức độ tức là các cái phân nhóm mà có đột biến hay không đột biến BRCA, có hay không có cái tình trạng thiếu hụt tái tổ tương đồng. Vâng, thì các cái phân tích chung cho thấy là cái nhóm này là về mặt trung vị, thời gian sống thêm chung của tất cả nhóm là lên tới thậm chí 54 tháng. Đấy, và các cái phân nhóm mà có được hay không đột biến BRCA và có tình trạng thiếu hụt tái tổ hợp tương đồng hay là không thiếu hụt tái tổ hợp tương đồng, rồi là điều trị bước 2 hay từ bước 2 trở lên, thì các cái phân nhóm này thì đều cho thấy là có những cái lợi ích về mặt OS
Đấy, thì bất luận là cái tình trạng đột biến BRCA hay là SAD và cũng như số bước điều trị. Đấy thì đây cũng là một các cái cơ sở để mà cho thấy là những cái bệnh nhân mà bước muộn có thể dùng olaparib mà không cần phải xét nghiệm cái tình trạng đột biến BRCA. Nghiên cứu pha 3, mặc dù là nghiên cứu pha 2 nhưng mà thực ra là cái kết quả nó cũng rất là có ý nghĩa và cũng là một cái đánh dấu một cái bước quan trọng trong cái việc mà điều trị bổ trợ mà không dùng hóa trị, dùng các cái thuốc đích. Và nghiên cứu này thì là họ sẽ dùng tân bổ trợ bằng olaparib, sau đấy thì mới phẫu thuật để xem đánh giá cái tính khả thi, tính an toàn. Và trên cái nhóm bệnh nhân mà tái phát nhạy với platinum và thanh dịch độ cao, đây là một cái tiếp cận mà điều trị tân bổ trợ mà không điều trị hóa chất. Và cái này cũng rất là có ý nghĩa là trong cái việc là mình sẽ đánh giá được cái hiệu quả của cái thuốc đích. Và sau cái phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ được điều trị một cách tiêu chuẩn và cho cái nhóm tái phát nhạy, tức là vẫn sẽ dùng hóa trị platinum. Đây là cái thiết kế nghiên cứu, bệnh nhân được dùng olaparib trước mổ khoảng tức là 6+2 tuần, tức là từ 4 đến 8 tuần và sau đấy thì được phẫu thuật. Và một nhánh là người ta cũng chỉ duy trì olaparib đơn thuần, tức là không hoàn toàn không dùng đến hóa trị. Và một nhánh là hóa trị chuẩn, sau đây thì duy trì olaparib. Và cái mục tiêu chính của nghiên cứu này là họ sẽ đánh giá về cái đáp ứng, tỷ lệ đáp ứng và cũng như là các cái hiệu quả bước đầu về lâm sàng. Đấy, và mục tiêu phụ thì họ sẽ đánh giá về cái tính an toàn, rồi là cũng như là cái về mặt sống thêm. Và những nghiên cứu này thì cái cỡ mẫu là tương đối là bé, là có 44 bệnh nhân thôi. Và cái nhánh sau đấy được điều trị tân bổ trợ bằng olaparib, sau đấy thì phẫu thuật, rồi chia làm 19 bệnh nhân thì dùng hóa trị, 17 bệnh nhân thì dùng olaparib đơn thuần. Trong nghiên cứu này thì là người ta cũng hơn 1/3 là có đột biến BRCA, 26% là có BRCA wild type, và khoảng 1/3 là người ta cũng không xác định được cái tình trạng, người ta không làm cái tình trạng BRCA. Và cái kết quả cho thấy là cái PFS ở đây là cũng tức là P 0.05, tức là hai cái nhánh này khác biệt, không có nghĩa thống kê. OS bằng 0.85 thì cũng như vậy là không có sự khác biệt về mặt lợi ích. Cái điều đấy cho thấy là đây là một cái hướng khả quan, là cho thấy cái thuốc đích có thể là nó sẽ dùng đơn thuần ấy, cũng có thể là có cái hiệu quả mà tương đương với lại là tương đương với hóa trị. Và tuy nhiên đây cũng là nghiên cứu pha 2, do vậy là cần phải thêm các nghiên cứu. Và cái nhóm mà so sánh giữa R0 với R1, và tức là không còn tổn thương ở trên vi thể và vẫn còn tổn thương ở trên vi thể, thì cho thấy là cái nhánh mà không còn tổn thương thì đương nhiên là cái OS nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà xét riêng về mình cái nhánh được đạt được R0 ấy, tức là không còn tổn thương ở trên vi thể nữa, thì cũng kết OS cũng cho thấy là cái giữa hai cái nhóm này, một nhánh dùng olaparib với một nhánh dùng hóa trị, thì cũng không sự khác biệt. Ở đây người ta cũng chia ra một cái nhóm là có đột biến BRCA và đột biến wild type. Đấy, ở đây là như vậy, là đối với đột biến BRCA thì có xu hướng là OS sẽ tốt hơn, không phải là 0.51 thì cho thấy là có xu hướng thôi, nhưng mà thực ra là cũng không có ý nghĩa thống kê. Và nếu mà không có đột biến BRCA thì cũng là không, P 0.65 tức cũng không có sự khác biệt. Và đây là cái độc tính, và độc tính thì cái nhóm mà không có độc tính độ 3, cái nhánh mà dùng là không độc tính độ 3 trở lên, và cái tỷ lệ đáp ứng là lên tới 29%. Đây là các cái độc tính mà đối với olaparib thì có thể bệnh nhân cũng có buồn nôn, có mệt mỏi, nhưng mà thường là không độ 1, độ 2, nhẹ, không độc tính nặng nề. Đây là giai đoạn về dùng olaparib tân bổ trợ. Còn giai đoạn phẫu thuật thì 78% là bệnh nhân được mổ mở, và cái tỷ lệ đáp ứng khách quan là tới 94%, và cái tỷ lệ đáp ứng toàn bộ là 74%, đó là kết quả cũng rất là ấn tượng. Và về biến chứng thì có 2 trường hợp có áp xe sau mổ, 1 trường hợp là bị thủng, có 3 bệnh nhân có thể bằng quang đại tràng hoặc là
phải phải làm hộp máu nhân tạo, và có hai bệnh nhân là có huyết khối sau mổ. Đây là về cái giai đoạn bổ trợ, tức là olaparib tân bổ trợ sau phẫu thuật, và đến cái giai đoạn bổ trợ. Bổ trợ thì có hai nhánh, một nhánh là olaparib đơn thuần, một nhánh là hóa trị, và sau đấy thì dùng olaparib. Thì nhìn chung là cũng cả hai nhánh thì đều cũng an toàn và không có những các cái liên quan đến các cái rối loạn sinh tủy. Và đây là cái tỷ lệ mà phải giảm liều thì cũng hóa trị thì cũng cao hơn. Và đây là các cái độc tính mà thường gặp, như vậy là nhánh hóa trị thì thường là sẽ nôn nhiều hơn, rồi là sẽ giảm bạch cầu, rồi thiêu máu sẽ dài hơn, rồi cái tỷ lệ độc tính độ 3 của hóa trị sẽ cao hơn. Vâng, cái nghiên cứu này thì có cái giới hạn là bệnh nhân hạn chế là cái cơ mẫu nhỏ và cái việc mà lựa chọn bệnh nhân thì cũng phải lựa chọn bệnh nhân để phù hợp cho nghiên cứu. Và cái đánh giá về phẫu thuật nó sẽ phụ thuộc nhiều vào các cái đánh giá hình ảnh cũng như là các cái kỹ năng của phẫu thuật viên, và cũng cần phải tiếp tục các cái nghiên cứu về mặt các cái dược lực học của olaparib và là hạn chế. Nhưng mà kết luận từ nghiên cứu này thì cho thấy là cái việc mà dùng olaparib mà nó cũng là một cái điều trị hiệu quả mà không kém gì hóa trị, và cho cái nhóm bệnh nhân mà tái phát nhạy platinum cho đối với trước khi mà là phẫu thuật lần thứ hai. Và thì và cái nghiên cứu này thì cũng là mở ra một cái việc là sẽ xuống thang điều trị, tiếp cận xuống thang điều trị, tức là sẽ có thể điều trị tân bổ trợ bằng olaparib hoặc duy trì bằng olaparib mà không cần phải mà hiệu quả nó sẽ không thua kém gì là hóa trị. Đấy, tuy nhiên là vẫn cần phải các cái nghiên cứu về mặt là các cái pha 3, rồi là các cái nghiên cứu về mặt tiền lâm sàng để mà có thể là đánh giá được, xác định được cái hiệu quả của cái phác đồ mà không hóa trị cho cái nhóm bệnh nhân này. Và đây là cái kết luận của cái nghiên cứu này. Và cái PFS và OS tại thời điểm 3 năm là gần như là hai nhánh hóa trị và olaparib là gần như cũng không có sự khác biệt lớn giữa hai nhánh này. Đấy, và do vậy là cái việc mà điều trị tân bổ trợ của olaparib là khả thi và an toàn. Và cái cuối cùng đấy là cái nghiên cứu thực tế mà trên cái nhóm bệnh nhân mà tái phát nhạy platinum và có đột biến BRCA và được điều trị bằng olaparib, nhưng mà đây nghiên cứu này là nghiên cứu thực tế. Và kết luận của nghiên cứu này thì cho thấy là cái trung vị thời gian điều trị là khoảng đem lại cái trung vị mà sống thêm có thể lên tới là 35,4 tháng. Và đây là một cái thành tựu kéo dài và sống thêm thì cũng rất là ấn tượng. Tuy nhiên là phải trên cái nhóm của bệnh nhân là cũng đã đạt được cái phẫu thuật tối ưu và được duy trì đầy đủ bằng hóa trị và có đột biến BRCA, thì cái này thì cũng các nghiên cứu này thì cũng một lần nữa là cũng cho thấy phản ánh được cái kết quả nghiên cứu mà về trong thực hiện lâm sàng về olaparib duy trì cái nhóm bệnh nhân có đột biến BRCA như nghiên cứu là Paula hay nghiên cứu Solo. Như vậy là cũng xin kết luận này bài trình bày với cái cập nhật vừa rồi, thì chúng thấy là có những cái hướng tiếp cận mới trong cái điều trị ung thư buồng trứng, và đặc biệt là cái vai trò của điều trị miễn dịch và vai trò của điều trị đích. Ngoài cái việc là kết hợp với hóa trị thì cũng có thể là sẽ thay thế hóa trị trong một số những cái bối cảnh nhất định. Đấy, tuy nhiên là cần phải thêm các cái nghiên cứu để mà có thể là khẳng định được cái mức bằng chứng mà tốt hơn và có thể là được phê duyệt và được ứng dụng trong các cái hướng dẫn điều trị. Và bài trình bày của tôi đã kết thúc, và xin cảm ơn sự lắng nghe của đồng nghiệp ạ.